Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khoảng thời gian từ giờ cho đến chiều khi rãnh mây dông vẫn còn ở phía Bắc, thì miền Bắc trời vẫn còn nắng mạnh, thậm chí nhiệt độ trong ngày hôm nay còn cao hơn ngày hôm qua từ 1 đến 2 độ, phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Riêng một số nơi của Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang hay là khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao 39, xấp xỉ 40 độ, trời nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ tối và đêm nay trở đi khi rãnh áp thấp bị đẩy xuống nước ta, thì miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Những cơn mưa dông này sẽ khiến cho Bắc Bộ giảm nhiệt, tuy nhiên nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao xuất hiện lốc sét và gió giật nguy hiểm, vì thế người dân cần hết sức lưu ý. Đối với khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay vẫn chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây và hiệu ứng phơn, nên trời tiếp tục có nắng mạnh cả ngày. Nắng nóng gay gắt vẫn kéo dài suốt từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Phú Yên, với mức nhiệt trưa chiều cao từ 37 đến 40 độ. Riêng phía Tây của khu vực Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao hơn, có nơi lên tới xấp xỉ 41 độ. Dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 23, từ ngày 24 trở đi nắng nóng cũng kết thúc. Nam Bộ và Tây Nguyên đã chính thức bắt đầu vào mùa mưa, biểu hiện là lúc này một số nơi ở miền Tây Nam Bộ đã có mưa. Dự báo đến trưa, mưa sẽ lan lên các tỉnh miền Đông, sau đó đến chiều thì sẽ tới các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to kèm theo dông mạnh. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ khá thấp, hầu hết chỉ dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Còn ở Tây Nguyên có mưa về chiều nên nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động từ 30 đến 33 độ. Trên biển, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Nam Biển Đông, gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, sẽ có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, không có mưa, gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.